Chào mừng các bạn đến với kênh HV Channel. Hôm nay Hồng Vũ Center sẽ thực hiện video về hướng dẫn các bạn sửa chữa iMac một cách chuyên nghiệp. Thì để sửa chữa iMac thì chúng ta đầu tiên là chúng ta phải biết được là phương pháp mở iMac ra. Thứ nhất là đối với các dòng iMac dày từ 2011, 2012 trở xuống thì các bạn dùng cục hít như Hồng Vũ đang thực hiện trong video này, là chúng ta sẽ hít nó ra. Thứ hai là đối với các dòng iMac từ đời 2012 trở đi, iMac mỏng thì chúng ta không hít được, mà chúng ta sẽ dùng cặp resist và chúng ta khò nhiệt độ để chúng ta lấy cái cục màn hình ra. Sau khi lấy cục màn hình ra, đối với hai dòng iMac thì chúng ta sẽ kiểm tra được đo đạc nguồn, về bộ nguồn, quy trình nắm bắt nguồn thì chúng ta sẽ ưu tiên kiểm tra bộ nguồn trước. Tại vì iMac nó chạy bộ nguồn riêng biệt như các bạn đó. Đối với những trường hợp không hình, có nguồn không hình thì các bạn chú ý nên suy luận về các vấn đề chip, Vega, v.v. thì chúng ta nắm được hai cái kiến thức này thì chúng ta có thể sử dụng sửa chữa cơ bản cho các dòng iMac hiện tại. Chúc các bạn thành công.